Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 1 tháng 12 năm 2022, trước tình trạng giá thịt lợn tiếp tục giảm, mới đây Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi, trong đó có đề xuất xuất khẩu thịt lợn. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, Giá heo hơi miền Bắc bức giá phổ biến giao dịch trong vùng hiện 52.000 đến 54.000 đồng/kg. Giá heo tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam dao động từ 52.000 đến 54.000 đồng/kg, cao nhất là 55.000 đồng/kg. Các tỉnh trung du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang khoảng 51.000 đến 54.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Tây Bắc giá heo hơi tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên ở mức 53.000 đến 55.000 đồng chuột kg. Lạng Sơn, Lào Cai từ 53.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Quảng Ninh 53.000 đến 55.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên chưa chịu ảnh hưởng bởi đợt giảm giá này. Hiện mức 52.000 đến 55.000 đồng chuột kg vẫn đang phổ biến. Khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng trên kg. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giao động 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng trên kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng ở mức 52.000 đến 54.000 đồng kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Các tỉnh Khánh Hòa Bình Thuận từ 53.000 đến 55.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên giữ nguyên ở mức 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk bình quân 50.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông dao động từ 48.000 đến 54.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi tại các tỉnh thành phía Nam không ghi nhận biến động. Mức giá 52.000 đến 56.000 đồng một kg được giữ nguyên. Tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh quanh mức 53.000 đến 56.000 đồng một kg. Bình Dương, Bình Phước từ 52.000 đến 55.000 đồng kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng 53.000 đến 54.000 đồng kg. Trong đó, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang chỉ từ 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Long An, Tiền Giang Cần Thơ ở mức 52.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 52.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Trước tình trạng giá thịt lợn tiếp tục giảm, mới đây Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi, trong đó có đề xuất xuất khẩu thịt lợn. Ông Dương Tất Thắng Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng, câu chuyện giá cả thịt lợn biến động thời gian qua chủ yếu do thị trường quyết định. Cục Chăn nuôi chỉ quản lý về vấn đề an toàn sinh học, khuyến cáo về hoạt động sản xuất, lưu thông, phân phối. Về xuất khẩu thịt lợn, ông Thắng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tính toán cụ thể cung cầu để cân đối trong thời gian tới. Ông khẳng định, đơn vị trao đổi thường xuyên với Trung Quốc về đàm phán xuất khẩu thịt lợn chính ngạch và tiến độ tốt. Theo ông Thắng, chúng ta không thể cùng một lúc đàm phán xuất khẩu nhiều mặt hàng tinh thần chúng ta muốn xuất khẩu, nhưng họ chưa chấp nhận nên không thể sốt ruột. Trong một loạt mặt hàng, họ chỉ ưu tiên mặt hàng cấp bách trước, ông Thắng nói. Liên quan đến việc dự báo cung cầu thịt lợn, ông Thắng thông tin, Cục chăn nuôi đã bắt đầu triển khai và ứng dụng công nghệ số vào để thống kê. Thống kê ra sao, giúp người dân áp dụng hiệu quả phải, từ từ. Phó Chủ tịch Hội chăn nuôi Việt Nam cho rằng, vấn đề nữa là giá bán hiện nay, người chăn nuôi hầu như không có lãi. Do đó, các đơn vị cần tìm nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhằm nâng giá lên, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định. Theo ông Dương, năm 2017, Việt Nam đã khởi động đàm phán với Trung Quốc để xuất khẩu thịt lợn chính ngạch, nhưng từ năm 2019, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, hai bên đã tạm dừng. Hiện, các doanh nghiệp đầu tư nhiều mô hình chăn nuôi hiện đại, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn. Nếu xuất khẩu được thịt lợn là giải pháp hiệu quả nhất lâu dài cho ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý cần chủ động đẩy nhanh tiến độ. Những tháng cuối năm là dịp cao điểm để các hộ chăn nuôi lên kế hoạch tái đàn đón đầu thị trường Tết. Chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tái đàn chuẩn bị nguồn cung thực phẩm trong Tết. Tuy nhiên, tỷ lệ tái đàn của người dân năm nay giảm so với những năm trước. Từ đầu năm đến nay, giá heo trên địa bàn tỉnh duy trì ở mức thấp, trong khi đó Giá các loại thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao khiến cho các hộ chăn nuôi heo gặp nhiều khó khăn, không bảo đảm lợi nhuận, nhiều hộ không mặn mà tái đàn chuẩn bị nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Theo các hộ chăn nuôi tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, giá heo hơi được ghi nhận tại các trại chăn nuôi dao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng trên kg, giảm 2.000 đồng trên kg so với tuần trước. Trong khi đó, chi phí đầu tư 1 kg heo hơi trung bình ở mức 55.000 đồng. Một số chủ trang trại chăn nuôi chia sẻ, từ đầu năm đến nay, giá heo có nhiều đợt biến động theo chiều hướng ngày càng giảm nhưng giá thức ăn chăn nuôi thì chỉ có lên chứ không xuống, khiến người chăn nuôi e ngại, không dám tái đàn. Khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như chợ Trại Găng, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Ngô Sĩ Liên, giá thịt lợn dao động trong khoảng 90.000 đến 130.000 trên kg. Cụ thể, thịt mông sấn duy trì ở mức 90.000 đồng trên kg, thịt chân giò 100.000 đồng trên kg thịt ba chỉ duy trì ở mức 105.000 đến 110.000 đồng trên kg, sườn thăn giá 120.000 đến 130.000 đồng trên kg. So với thời điểm tháng 9 khi giá thịt ở mức 130.000 đến 170.000 đồng thì nay giá đã giảm khoảng 40.000 đồng. Mặc dù giá thịt lợn đang giữ ở mức thấp thế nhưng lượng tiêu thụ cũng không nhiều. Tiểu thương tại chợ cho hay từ đầu tháng trở lại đây lượng tiêu thụ tại sạp của chị mỗi ngày khoảng 80 đến 100 kg thịt, chỉ bằng 60% so với giữa năm lý giải nguyên nhân nguồn cầu thịt lợn giảm mạnh trong thời gian vừa qua, chủ một cửa hàng cung ứng thịt lợn cho biết do nhiều công ty, xí nghiệp giảm giờ làm, thậm chí phải giảm bớt công nhân nên nhu cầu bếp ăn giảm theo. Những yếu tố đó đã khiến lượng tiêu thụ giảm đáng kể. Về nguồn cung, theo thống kê của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính tổng đàn lợn cả nước đến cuối tháng 10 năm 2022 tăng khoảng 13,6% so với cùng thời điểm năm 2021. Nguồn cung tăng mà sức tiêu thụ giảm đã tạo nhiều áp lực tới giá thịt lợn. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nhận định, nguồn cung thịt heo trong nước tăng trong khi sức mua yếu nên đã gây áp lực lớn đến giá heo hơi. Ước tính tổng đàn heo cả nước đến cuối tháng 10 năm 2022 đạt khoảng hơn 28,6 triệu con, sản lượng ước đạt 3,23 triệu tấn thịt heo, tăng 13,6% so với cùng thời điểm năm 2021. Người chăn nuôi thấp thỏm mùa vụ cuối năm. Hiện chi phí thức ăn để nuôi một con heo đến lúc xuất chuồng đã tăng hơn 1 triệu đồng con so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm cuối tháng 10 âm lịch, giá xuất chuồng heo thịt khoảng 53.000 đến 54.000 đồng trên kg. Với giá bán này, người chăn nuôi may mắn thì hòa vốn, nếu chi phí lớn thì cầm chắc phần thua lỗ. Do vậy, đa phần người nuôi không dám mạo hiểm tăng đàn vào vụ Tết như trước. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho hay, nước ta gần thị trường tiêu thụ lớn là Trung Quốc. Hiện giá thịt heo tại nước này đang tăng cao mức 90.000 đồng trên kg. Trong khi đó, tình hình hạn hán khắc nghiệt nhiều nơi khiến cho nguồn cung thịt heo tại Trung Quốc khan hiếm. Dự báo, giá và nhu cầu tiêu thụ thịt heo của Trung Quốc sẽ tăng từ nay đến cuối năm. Bởi vậy, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho rằng cần có chính sách điều hành linh hoạt, kể cả xem xét xuất khẩu theo hình thức mậu biên, trao đổi hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại, việc này sẽ khiến giá trong nước tăng gây áp lực lên tiêu dùng những tháng cuối năm. Nhờ công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi về cơ bản đã được kiểm soát, đặc biệt nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhất là trong khâu sản xuất con giống, nên chất lượng sản phẩm chăn nuôi ngày càng nâng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, theo nhận định của ngành chức năng, giá thịt heo hơi xuất chuồng có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm 2022, góp phần giảm bớt áp lực chi phí đối với các cơ sở chăn nuôi, các hộ yên tâm tái đàn chuẩn bị nguồn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Theo cơ quan chuyên môn, từ nay đến Tết Nguyên đán, nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm rất cao. Tuy nhiên do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới. Về giá, cơ quan này dự báo trong thời gian tới, giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 1 tháng 12 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.